Ngày 6 tháng 10, trận tranh siêu cúp quốc gia Cúp Thaco 2023 giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa sẽ được diễn ra trên sân Hàng Đẫy. Để chuẩn bị cho màn so tài này, ban tổ chức đã tiến hành họp báo công bố nhà tài trợ. Theo đó, tập đoàn Trường Hải Thaco sẽ có năm thứ 9 gắn bó với siêu cúp quốc gia. Năm 2023 rất đặc biệt khi có tới 2 trận siêu cúp quốc gia được tổ chức trong cùng một năm. Trận siêu cúp năm 2023 sẽ là trận đấu lịch sử, mở màn cho một mùa giải lịch sử, mùa giải đầu tiên áp dụng khung thời gian thi đấu mới. Điều này đã thay đổi định lệ kéo dài 24 năm truyền thống của siêu cúp quốc gia. Để mang đến sự công bằng cho trận đấu, ban tổ chức cũng đang làm việc với FIFA để công nghệ VAR được áp dụng vào màn so tài giữa nhà đương kim vô địch V-League 1 và nhà vô địch Cúp Quốc gia 2023. Trận tranh siêu cúp mở màn cho mùa giải mới sẽ được phát sóng trực tiếp trên các hạ tầng của FPT Play. Trên tinh thần phục vụ tối đa khán giả và không thu phí, FPT Play sẵn sàng chia sẻ quyền phát sóng trận đấu này. Trận tranh siêu cúp quốc gia 2023 sẽ được diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 6 tháng 10 trên sân Hàng Đẫy.